bà sư sư đây bọn bọn thạc tì đập bì tặng ọc nế chắc thằng ngày nế dừng nâng chôl từ chùm nọc mùi tiết cứ mùi chọc pram ná bà dừng chôl từ chùm nọc mùi chọc pram prop hết kì mì om phô tè ná bà prop hết kì mì om phô tè sẽ tới chia prop hết kì mì om phô tè ná bà chắn nếu mình lấy robot của phép kimi ông pote nó cứ chia phép kimi tương lai ná đại miên lệ cận nặng chia acid phong nâng miên lệ cận nặng chia bạc phong mà chẳng ao ta phép kimi ná đại miên lệ cận nặng chia acid phong mà phép kimi ná đại miên lệ cận nặng chia bạc phong cái hai vị tha chia phép kimi ông pote nè mà chẳng lực luôn lực do ủn tàu hòm mùi nè bà đam mê cùng ơi hạt bế lực rung miền ủn ho chân nôn pì mà lấy những sức sao ủn ho tìm mùi chân mùi lực rung bà ủn thì ho tìm mùi nè bà chắc lực rung miền tật bà tật sao mà giật thiệt tật nắng tật nắng việc ban chập gió proton ha ha bộ nè bà chắc là bây giờ việc chập gió proton ha bộ việc bằng cao tới chía bà ion hydro tronyom chẳng ion tronyom này việc cứ chia cái bà cứ chia á acid chla rồi bỏ tật chẳng tật này đa tu chia bà nè bà chẳng nick chia phép kimi om pote mùi nè bà chẳng dùng miên cu acid bà bảo vía cứ bà ion tronyom cu cho mùi nắng tật nè bà chia cu acid bà chla nè bà chẳng cua acid ba chla kia sẽ xế acid nơi kháng mục nè bà acid nơi kháng mục rồi ai ba nơi kháng kháng khói sẽ nhà chla nè nè bà hay chưa tu tới cứ mà giật thiệt kimi để nơi kháng mục vì miền bẩn tục thông chiếng a à, kháng khói sẽ nhà chla nè chấm nốn mùi để anh ấy chẳng miền bẩn tục bụng mùi anh ấy bẩn tục sồn chẳng riêng cho nam thật kháng mục đấy cứ vì miền bẩn tục thông chiếng kháng khói chấm nốn mùi năng ca sơ sấy cú axit bachla nè bà mũi tịt nè bà chẳng cái này nít tật nít đào tu chị bác nè bà chẳng ri ai dùng từ nhóm cứ chia axit chla bỏ bà năng nè bà đời xã ấy đời xã tật năng việc ban chạm gió proton ha à bô hay việc bằng cao tới chia dùng itro itro nhóm nè bà chẳng lực ru highlight ở tích miền này thà tật ní vía từ chạm gió proton nè bà tật từ chạm gió proton nè bà vía bằng cao ban từ chia acid là nè rồi cái thà acid cứ vì miền tầm nốt bọ bóng proton là chẳng tới nè bà mũi tiệt bà mũi tiệt bà tật tật nắng chẳng tật về ní cứ việc bán bọ bong proton mà đó ngoài ná mà tật về ní cứ việc bán bọ bong proton ná bà chẳng tật nắng bọ bong proton mùi ná proton mùi ok chẳng được về được việc bán bọ bong proton tật ní cứ đào tu chia acid mà đó ná bà đào tu chia acid thì ai ô hạt đó cứ chia bachla bỏ về ná bà chúng dương cầm nốt sơ sấy cua axit bachla rồi bỏ tật nắng cứ bà tật này cứ chia á axit OH đỏ này cứ chia bachla bỏ về nè bà nè tật chia axit OH đỏ cứ chia bachla bỏ về chúng là cái gì mình tha chỉ tu tới ca sơ sấy cua axit bachla dương mưa ta thiệt là nơi khẳng một quyền nó cứ miên bẩn túc thông chiếng mùi nè mà thông chiếng viêm mùi nè bà chẳng đây anh ấy mình tục với sồn rồi anh ấy mình tục với cứ đỏ đỏ mùi chẳng dừng khơi nhà hàng này thông chiều nữa chẳng bên đây dừng sửa xe acid muốn bà nhé bà chẳng lẽ cái nạn nghe chẳng nắm lực rồi bị chậm đoan tít bên đây là hàng này vì miền bẩn tục lớp hàng này chân nún mùi nhé bà nhưng mà thấy chẳng hắn ấy tật đa tu chi acid mà đó nhé bà tật đa tu chi acid ô hà đó cứ chịu bà là chắc à pin nó cứ cái ao chúng ta chia một phép kimi ompo tè miền này thật tật nè tật ní đào tu chỉ bá
hay mà đòn tiết về đào tu chi á axit miền này tha tật tại môi nó đào tu chi axit phong đào tu chi bạc phong nè mà chẳng những bàn tất cứ chia prophet kimi ompo ompo tè nè và chẳng việc tới chỉ môi nâng để dùng một nơi khang lớn nè cái thằng prophet kimi na cái đó ở tập về miền lệ cả nã chia axit phong miền lệ cả nã chia bạc phong anh nói cái hai việc tha chia prophet kimi ompo ompo tè bà lúc mình ủ thọ một tít nè bà y giống hydrogenu carbonate y giống hydrogenu carbonate bên này việc đào tu chia bạc nè và chẳng việc chạm vào proton việc bằng cao ban từ chia axit carbonic nè và việc bằng cao ban từ chia axit carbo carbonic chẳng dương cũng nói sơ sơ cu axit bạc là bảo vía cứ và nhưng tới chấm axit sơ sơ này càng một chẳng axit carbonic tổ mó cứ giống hydrogenu carbo carbonate nè và nè nè và chẳng được group chia tại đây để thả chỉ tu tới cứ ca sơ sê cu axit bạc lá cứ dương sơ sê thiệt đèn nơi kháng mục sơ nhà sơ ní thứ mắc ở viêm miên bẩn túc và lơ anh nơi kháng cao ní chùm nún chùm nún mán chùm nún mùi nế và như thế nế nhưng vì lơ mùi nế và rứa gô dương chân nam với thế nế và chân nam với axit cái đạm múc bạc đạm nơi kháng kháng cao nế chứ mà người ta cu axit bạc lá nâng nế và chẳng y dông hydrogenu carbonate ni vi cứ chia ba ri ai acid carbonic ni vi cứ chia acid chla na ba acid chla ba một tí tại đai nưng ion hydrogenu carbonate nưng vi bọt bong proton វិញ ម្ដង na bọt bong វិញ ម្ដង na ba អញ្ចឹង vi bọt bong proton ha bốc nè na ba bọt bong tới hay អញ្ចឹង nơ pê đà vi bọt bong proton ha bốc vì nó sao sao ấy kì ba chẳng nó pê đai ion hydrogenu carbonate này bọ bong hạ bốc chẳng vì nó sao ba nó sao ion carbonate nè ba ion carbonate chẳng ion carbonate này cứ chịu ba chla ri ai ion hydrogenu carbonate này vì cứ chịu á acid វិញ ម្ដង nè ba អញ្ចឹង យើង កំណត់ សរសេរ គូ acid បាស់ ឆ្លាស់ របស់ វា គឺ ba យើង សរសេរ acid នៅ ខាងមុខ ion hydrogenu carbonate រីឯ ខាង ក្រោយ សញ្ញា ឆ្លាស់ គឺ ion carbonate nè ba នេះ ba អញ្ចឹង ដូច្នេះ យើង អាច និយាយ បាន ថា ion hydrogenu carbonate ហ្នឹង វា គឺ ជា ប្រភេទ គីមី អំផុ ampotea na ba vi chi prophet kimi ampho ampotea na da sa ai da sa ion hydrogenu carbonate ni mđong vi đao tu chi acid mđong tít vi đao tu chi ba ưng kana vi bọh bong proton vi đao tu chi a acid hay kana vi chắp vô proton cứ vi đao tu chi ba na ba to tít nhưng cho chấm nọt một tít prophet kimi ompho ompotea អញ្ចឹង មាន prophet kimi ompotea ជា ច្រើន ណា បាទ មិន មាន តែ 2 ហ្នឹង ទេ ណា យើង មាន ច្រើន ណា អញ្ចឹង លោក គ្រូ សូម លើក យក prophet kimi ដែល ជា ធាតុ kimi ompotea មក ចំនួន យក មក បង្ហាញ បងប្អូន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ណា បាទ អញ្ចឹង សូម បងប្អូន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា តាម ដាន សង្កេត ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ណា បាទ អញ្ចឹង មាន ដូច ជា បាទ យើង រើ ហ្នឹង មក ទឹក ណា បាទ មាន ទឹក và miến ammonia miến ion hydrogenu sulfur và miến ion hydrogenu sulfit và miến ion hydrogenu sulfat và miến ion hydrogenu carbonate và chúng xong chia riêng trăm rùa bồ mòn nắng nữa bà dân tới trăm tình tình về trăm tới coi chỉ cả là o đó nè bà nè nè bà họ tỏ tiếp bà dương miên ion hydrogenu oxalat nè bà
dương miến y giống y trô sen nú phố phố xoát y giống y trô sen nú phố phố xuýt y giống y trô sen nú y bố phố xuýt và nhưng mà đó nè chẳng là cụ ọt 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 hạc thà hạc bê ô bì bì đỏ ấy nè là cụ hạc chú mô nằm bây ai bụi dương hạc thà chạy hạc chú mô ná không ai dương cụ khứa nhưng mà nắng sấy hạc bì ô bì đỏ bà dương hạc chẳng có viêm mẹn dịa bánh hai đá bà thà là cụ chong ai bụi dương rin hạc chú mô viên rin score chú mô viên á bà rin score chú mô viên chẳng dương dương chia dương score viên tới rồi gặp chia dương chong trăm chú mô viên tới ná bà chứ những ai cọt tới, những ai cọt cọt trà và đào nè, mà chẳng được rùa nâng lùm ăn chúng nói tượng nâng hơi dứt dứt tiền nè, nằm mày ở nè tượng ọt nè, tròn xàm ở rất là chập bàn tiền nè, mà chẳng được rùa miên mà chỉ nôn tiền nè, mà dương miên là y giống đi hydrocenu và đi hydrocenu phosphat và đôi khi nè, anh ấy phải ô bốn cái phosphat đó nè và là tờ tiếp y giống đi hydrocen nú và phosphit y giống đi hydrocen nú ipo po phosphit những chương trình nam việt tha ta ca nam miên cái hai tha xoay cồn đó bộ được đó cứ cái hai việt tha chia ý y giống rồi cái gà được sầm tuột bộ được đó nè và anh sành cái hai cái nè chắc người ta phụ đó anh nghe hai thợ ý y dòng này chẳng nghe hai việt thà chữ y dòng mà bộ này có cái hai thợ y dòng này cái đấy y dòng y tro nhôm đấy mà anh y dòng y tro sen nú cà bố cà bồ nà và chẳng to thời tiết dương đường sắc xa lủng ắt âm pi và phết kim mi âm phù tê ní từ lỡ tràng á chẳng là kêu miên tràng mũi hay là kêu đường sắc xa thiết kim mi tiếng ọ đây là kêu bằng hai những làm bây giờ nhận tiếng ọ nghĩa bán khơi nâng bàn triệp căn đặc bản á và anh chẳng xong và to tiếp chỉ môi nâng lực rù đôi tờ tờ nữa và anh chẳng ngờ chúng nó nít cư xong khăn đá anh chẳng xong bồn bà ôn chi diêm mưu lên tên và chi diêm mưu á và hay chi diêm chăm chú mô huế á và anh chẳng dương miên cả lòng cả đá lực rù đã thập rộp hết kì mí ôm phô tè á và kháng chuế lực rù đã thả acid chla mà kháng sát đám ba chla nè mà chẳng phải phết kim mi ông phô tia thì mũi để dân lực mà sắc xà đó miền cứ tật tật chẳng tật axit chla bao vây ấy kì mà chẳng dân thêm hạ bột bị lơ tật năng mũi đó dân bán ấy kì mà dân thêm hạ bột bị lơ tật mũi dân bán y dòng y tro nhổ mà chẳng y dòng y tro nhổ cứ chia axit chla rồi bỏ tật nè bà chẳng bao dương sơ sê cua axit ba chla miền này thay dương sơ sê y dùng y tro nhôm nè bà dương sơ sê y dùng y tro nhôm sạch mùi máu tật nè bà y dùng y tro nhôm sạch mùi máu tật rồi ai ba chla rồi bỏ tật nè bà ba chla bỏ tật miền này thay dương độ y tro sen mùi chanh bị tật nè độ y tro sen mùi chanh nè bà chẳng cả na dương độ y tro sen mùi chanh dương bàn ý ký dương là sao lại cái hà mũi ô mùi chẳng bên này thả ô hà đỏ chẳng cái nát đỏ dương chụp bẹ cái nè mà bà dương chụp bẹ cái chẳng bị tranh sinh nhà đỏ nè bà tranh sinh nhà đỏ chẳng ô hà đỏ nè chẳng bên này tật này đa tu chía axit mà đỏ này nè bà chẳng đa tu chía axit hay nấy cứ ô hà đỏ cứ chụp bà chẳng bao giờ xe cu axit bác cứ sơ xe tật rồi thấy sơ xe bác ô hà đỏ và chẳng là cứ miên mùi tiền nè bà ammonia và ammonia chẳng bởi dương bột hydrogen muối bị lơ ammonia ní dương từ tuôn bán axit chla muối cứ ăn hạt bùn cái hai thái amo ammonium hai dương cùng lịch bột nữa và để xây dựng bột thay muối nữa và ammonium nữa và y giống ammonium cùng lịch thay bị y giống thôi nữa y giống ammonium anh ấy y giống hydroxit này chỉ tu tới cái hai thái o hạt đỏ nữa mà anh ấy iron ammonium chấm cua axit ba bao vía cứ dương giờ sẽ iron ammonium rồi hai dương giờ sẽ amo ammonia mà cái lấy mà khang đi bạch là
chẳng ba chlá chúng đọ hydrogen mùi chênh tới na đọ chênh tới chúng là sao ăn ha ha pi chẳng đọ complex đạ sinh nhà đọ ới ới kê na ba ăn ha pi đọ na ba chẳng ăn ha pi đọ chmua vi cứ ấy kê ion amidu ion amidu na ba chẳng mà chúng sẽ say của axit ba chlá nưng cứ ammonia chmua nưng ion amidu na ba chẳng chúng miên pi pi ở cái này. Chẳng ammonia mà đong chia vậy ghế mà đong chia ba mà đong việt đào tu chia á acid vậy nhé và chẳng cái thao vi chia vào phết kim ion phố ion phố tè và mùi tiết và mùi tiết cứ ion hydrogenu sulfur ion hydrogenu sulfur chẳng bao lực ru bột và lực ru bột ha mùi oi tử chẳng dùng bàn ấy ghế bà chẳng bàn này kì chẳng cần là bột nâng hạ bột chả bật tục bột nít ỏi hơi ná bột thì mới đó ỏi chẳng dừng bàn này kì bà dừng bàn hạ pí ấy thì xuống tập bật tục với ta ná cứ ỏi hơi à bột chút nâng hạ đó cứ xùm rùi này ỏi ná bà chẳng dừng bàn bà dừng bàn này kì dừng bàn axit sulfitric nế axit sulfitric chẳng mà dừng cầm nót sẽ xây cua axit ba chá lá dương sẽ xe acid sulfitric rồi hai dương sẽ ion hydrogenu sulfur nè và rồi hai dương mới mặc hàng này bạch là bình mà đó chẳng dương đỏ hydrogen mùi tử nè chẳng dương đỏ mùi chẳng anh ấy bật tục với đỏ mùi chẳng đỏ ba chữ mùi đỏ đỏ mùi đang đỏ mùi và lắng đỏ đỏ pì nè và đỏ pì chẳng hydrogen ấy đỏ mùi đây giờ mất hỏi lại miền chẳng là sao lại ghế là sao lại fp bà nó sọt FP cái đấy lên miền hydrogen này để ra độ mùi chấn nhé nè bà cái nào cho mùi axit dùng bột mùi cái nào cho mùi mát cứ độ mùi chấn nhá bà vô đấy bà chẳng anh ấy bởi vì đào tu chia axit mình đây thầm ấy mình đây thầm việc bỏ bóng pro proton nhá bà chẳng việc bỏ bóng proton á proton hạ bổ nhá bà chẳng bỏ bóng tới dựng bán FP cái hai tháng ion sulfur nè ion sulfur chẳng bao giờ gặp nốt sẽ của axit ba bảo vía cứ ion hydrogenu sulfur cu cho mùi nước sulfur nè và to tít và to tít ion hydrogenu sulfit mà nó cái sulfit nè complex ion nè ta cái nào miền miền bẩn túc cái hai ion ấy nè và ion hydrogenu sulfit nè và sulfit chẳng miền hydrogen cái hydrogenu ấy nè và sulfit chẳng những bột hydrogen mùi tớ nè và được rồi bị chạy thế rồi chúng ta chế tạo bột bột giấy mà bột nắng hạ bột nè nè và bột hạ bột ạ chẳng về từ dậy mà bột hạ bột nít về từ chía và bà vì tới chia axit nè bà cái nào vì ăn miên một túc cái hạt axit đấy nè bà vì tới chia axit sulfur nè bà axit sulfur nè bà anh chứng một bốn vì miên hydrogen từ mùi chứng bốn mùi tiết lang mán lang pì một túc bốn chung mùi nâng bẩn bẩn túc bốn chung mùi nâng bẩn túc đó khuyên thá sum rul kia nè bà ok lấy dương mao cho nó tình tiền nè bà cho một cái loại này tiết mà cái loại này cứ nhà máy những độ hydrogen chèn mà đòn á mình này thay vì bỏ bỏng á và bỏ bỏng hydrogen chèn cái loại này nhé và chúng được bỏ bỏng hydro hydrogen á và hydrogen và bỏ bỏng hydrogen đó nè và chẳng dương là sao lại cái nó sao ba những bọc bong hydrogen chào đấy nè mà chẳng là sao đi kế mà đỏ hà mùi cháy nhá đỏ nó mới là bỏ nó bà bỏ là cái này đi nhà đỏ đáy nó sống tồn á bà ở dương bánh xe của bạn đấy nè cái này bà
trong bị chạy thai dựng đỏ hạt chanh mùi nữa bà những cái này dựng đỏ hạt chanh mùi thì từ chia là sao lại kì và cái này cứ như là sao ai hậu bấy pi độ nó ai hậu bấy pi độ chẳng ai hậu bấy pi độ nó cái hai cái y giống sol sol pit nó và y giống sol pit chẳng chừng chẳng nam tới cái nam màu xít dựng bột hát là pi màu bạch lá cứ dựng đỏ hạt chanh đỏ mùi mùi nữa và to tiếp tại đây thế nè cruise tích và y giống hydrogen nú sulfan nè và chẳng axit chlah bò vía cứ và axit sulfuric và rỉ ai bạch chlah bò vía cứ và y giống sulfan nè và to tiếp và y giống hydrogen nú carbonat và này miền hới và acid carbonic và ion carbonat và to tiếp ion hydrogen nú oxalat nhá và những đặc biệt mà acid chlah bao vía cứ acid oxalic nhá và thì ai bạch chlah bao vía nhá bạch chlah bao anh cứ dùng bán ion oxalat nhá và chúng mình đi thả màu khăn này bột hạt thái muối màu khăn này cứ độ hạt thái độ hạt chanh nhá và độ hạt chanh bình tốc cao nhớ đấy độ hạt chanh bình tốc vía cao mùi thịt nhưng giờ làm chẳng nữa nó thèm hát bình tốc thòi nhớ đấy thèm hát bình tốc thòi cái lời miền bình tốc đấy mà to tiếp và sự tham gia phụ dương này vừa lấy là group vừa dự dự tế nè và ion hydrogenu phosphat nè và ion hydrogenu phosphat cái này dùng thêm hát chẳng dùng thêm hát tới bình tục với thôi bị pí mà nơi mùi chẳng hát này bị mũi làng pì nữa và ok nè bình tục nó sao tái đọ mùi mánh đọ pì là nó sao tạo đọ mùi nữa mình là thôi mùi nữa và thôi mùi bình tục thôi mùi lê chẳng tự và nó cứ giống đi hydrogen nú và đi hydrogen nú số xong tốt đi hydrogen nú phố phosphat nè và giống đi hydrogen nú phố phosphat nè đi cái khăn cứ giống phosphat nè mà to tiếp giống hydrogen nú phosphit nè mà phosphit đi cái khăn này cứ đi giống hydrogen nú phosphit nè và chúng ta cana miền bản tục bộ được đó dương tơ hai việt tha chia yong nữa mà ta cana dương khoa pi yong nó cứ khỏi nữa mà ri anh ấy cứ yong pho pho sweet nữa và to tiếp yong hydrogen nú ipo pho sweet nữa và tất trên kế cái thang pi ipo nữa và anh ấy cứ yong đi hydrogen nú và y giống đi hydro genu ipo pho pho sweet nè để anh ấy cứ y giống ipo pho pho sweet nè và y giống ipo pho sweet và to tiếp và y giống đi hydro genu và đi hydro genu pho 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 sweet trái trái đó nè và chắc là đi bật tụng đỏ mùi chẳng đỏ màu khăn đấy ờ lấy mình bật tụng hydrogen là mùi đấy nữa chẳng về tới chia axit axit đấy kế axit phosphoric anh đang này không tự câu tự ấy nữa dùng hộp dùng từ tu tiền về và axit sau nhá anh ấy cứ axit sau về và bỏ đi nè và thì anh ấy cứ giống hydrogen nú phố phosphat nè và to tiếp y giống đi hydrogen nú phosphit là nó cứ và ấy cái nè cái hai thả axit và axit phosphor phosphorer nè và axit phosphorer để khang này cứ y giống hydrogen nú
post water nữa và ok này trong cõi ghế nè và trong cõi ghế y giống đi hydrogenu y po 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 sweet và mà khăn đấy cứ acid ipo phosphor và acid ipo phosphor thì à này cứ ion hydrogenu ipo phosphor và ipo phosphor và chẳng dương cái lấy mưa lăng vinh nhé và anh ấy cứ chia một phép kim ion om pote từng on nâng chẳng dương cho nam ta mà nói cứ cao hơn hạt muối thôi bình tục muối rồi em mà hàng sáu cứ thôi hạt muối cao hơn bình tục muối nhé và cao hơn bình tục rồi đấy và chân cao hơn bình tục anh ấy thôi anh ấy cao hơn chừng cho nam cho ngớt mà hốt mà đỏ cầu nè và ok to tiếp